3. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng. Nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết vì anh em phải có một bằng cớ rằng đấng chris phán bởi tôi tức là đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu bèn là mạnh mẽ bởi giữa anh em vậy bởi vì giàu ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá nhưng ngài sống bởi quyền phép đức chúa trời chúng tôi cũng vậy giàu là yếu đuối trong ngài nhưng nhờ quyền phép đức chúa trời thì cũng sẽ sống với ngài đặng làm việc giữa anh em Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ, song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu song hầu cho anh em làm điều thiện. Mặc dầu chúng tôi như đáng bị bỏ, thì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng chớ không phải để hủy diệt, rốt lại, hãy anh em, hãy mừng rỡ, cá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình ở cho hòa thuận, thì đức chúa trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, hết thảy thánh đồ chào anh em, nguyện xin ơn của đức chúa giêsu christ, sự yêu thương của đức chúa trời và sự giao thông của đức thánh linh ở với anh em hết thảy